Thưa quý vị khán giả, thưa các chuyên gia, thưa các vị khách mời, trong số các bệnh nội tiết và rối loạn về chuyển hóa thì bệnh tiểu đường đang trở thành một căn bệnh phổ biến và gia tăng nhanh chóng tại các nước phát triển cũng như là những nước đang phát triển trên thế giới như là Việt Nam. Bệnh tiểu đường thì là một trong ba nguyên nhân gây tử vong cao nhất thế giới, chỉ sau tim mạch và ung thư. Và số người mắc bệnh tại Việt Nam thì đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Thực trạng tiểu đường hiện nay thì đáng để người dân chúng ta cần phải quan tâm và có những biện pháp phòng ngừa cũng như là tìm kiếm những phương pháp để có thể điều trị được căn bệnh này. Và câu hỏi đầu tiên thì Minh Thu xin phép được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng Phương. Đó là rất mong Phó Giáo sư hãy chia sẻ thêm về khái niệm cũng như về nguyên nhân của bệnh lý tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường để quý vị khán giả chúng ta có thể có được những thông tin cụ thể hơn về căn bệnh này. Như chúng ta đã biết thì tiểu đường là một cái căn bệnh có thể nói là căn bệnh của thế kỷ và rất là hay gặp ở các nước đang phát triển. Về cái bệnh này thì tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường thì chúng ta hiểu đó là một cái tình trạng bệnh lý do rối loạn chuyển hóa mãn tính mà do cơ thể bị thiếu hụt hoặc là không sản xuất được insulin dẫn đến tình trạng glucose trong máu tăng cao hơn bình thường. Và nguyên nhân của bệnh tiểu đường hiện nay thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Và cái nguyên nhân mà tôi hay muốn đề cập đến đây và cũng như là nhiều tài liệu cũng đề cập đến đó là liên quan đến cái yếu tố di truyền và yếu tố môi trường. Ở đây yếu tố môi trường muốn nhắc đến ở đây là do chế độ thay đổi về chế độ ăn uống hoặc chế độ sinh hoạt hoặc là có liên quan đến những cái đồ ăn thức uống nó không được chất lượng. Và một cái yếu tố nữa cũng rất quan trọng là do stress. Và cái stress là do cái nhịp điệu sống căng thẳng gây ra cũng có thể là gây ra cái bệnh tiểu đường. Đó là về những khái niệm và về nguyên nhân. Vậy thì còn biểu hiện của nó như thế nào ạ? Và những biểu hiện ban đầu mà chúng ta có thể phát hiện ra nó là gì? Và nếu như mà chúng ta không có những phương pháp để điều trị kịp thời thì chúng ta có thể gặp những cái biến chứng gì? Thưa chuyên gia. Trước khi nói về cái biểu hiện của tiểu đường, có lẽ là tôi cũng muốn chia sẻ tới các bạn về cái việc mà tiểu đường thì nó có hai loại. Thứ nhất là tiểu đường type 1. Tiểu đường type 1 thì thường là cũng ít gặp, thì bình thường là gặp khoảng 5-10%, mà thường là do yếu tố di truyền. Và hay gặp nhất là tiểu đường type 2, là tiểu đường mà chúng ta hay gặp nhất. Ví dụ như là hiện nay thì cái thống kê nó có thể là gặp đến 90-95% trong các bệnh nhân tiểu đường. Và cái nguyên nhân mà gây ra tiểu đường type 2 là do, cũng có thể là do yếu tố di truyền kết hợp với cả môi trường. Và cái yếu tố môi trường thì hoàn toàn có thể khống chế được. Và chúng ta cũng có thể là khắc phục được bằng những cái tư vấn của thầy thuốc qua chế độ sinh hoạt cũng như là chế độ ăn uống. Thế còn một cái tiểu đường mà cũng hiếm gặp thôi ạ, đấy là tiểu đường thai kỳ. Và cái này thì hay xuất hiện ở phụ nữ có thai và nó sẽ tự mất sau khi mà sinh con. Qua những cái loại tiểu đường như vậy thì sẽ có nhiều những cái biến chứng mà chúng ta cũng vừa được nghe các nhà sản xuất cũng như là các nhà phân phối đấy cũng đã nói về cái biến chứng rất là quan trọng của tiểu đường. Ở đây thì biến chứng nguy hiểm và có thể gây nguy hại đến tính mạng của người bệnh là cái biến chứng về tim mạch là hàng đầu và biến chứng về thần kinh. Sau đó là những cái biến chứng nó cũng liên quan đến mắt. Người bị tiểu đường mà bị lâu dài mà điều trị nó cũng để đường huyết nó cao và cũng dẫn đến là cái triệu chứng mắt mờ và cũng có thể là một cái tình trạng mà dễ nhiễm trùng. Có những cái cơ hội để cho là xảy ra là cái sức đề kháng của cơ thể nó giảm và dễ dẫn đến nhiễm trùng. Và cái một cái biến chứng nữa chúng ta cũng hay gặp đó là cái biến chứng về răng. Có những người bị răng lung lay dễ rụng thì khi đi xét nghiệm cũng thấy là đường huyết cao. Đấy là những cái biến chứng mà hay gặp trên lâm sàng. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư. Vậy thì được biết rằng Phó Giáo sư là người đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm viên sủi Diabetes. Và trong chương trình ngày hôm nay, trong buổi lễ ra mắt sản phẩm thì cũng rất mong Phó Giáo sư Tiến sĩ sẽ chia sẻ cụ thể hơn về quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm này của mình ạ. Tôi là một người làm về công tác nghiên cứu cũng như là một bác sĩ đã điều trị lâm sàng rất là lâu năm.
tôi cũng đã từng làm việc ở Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội. Ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ là tôi là một bác sĩ y học cổ truyền. Và cũng là tham gia trong cái quá trình khám chữa bệnh, cũng chữa rất là nhiều bệnh. Và trong đấy có bệnh tiểu đường, là tôi cũng là cái người mà cũng thấy là tiểu đường gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Và trong quá trình khám chữa bệnh cũng rất là trăn trở là muốn đưa một cái sản phẩm để có thể là điều trị được cho người bệnh và để giảm bớt đi những cái biến chứng nguy hại đối với người bệnh. Ở đây thì chúng ta hiểu là đối với y học cổ truyền, bệnh tiểu đường hay là đái tháo đường nó thuộc phạm vi chứng tiêu khát. Đó là chỉ cái tình trạng của người bệnh có cái biểu hiện là ăn nhiều, uống nhiều và đi tiểu nhiều thì nó thuộc phạm vi chứng tiêu khát. Và cái này thì là ở trong các y văn cổ cũng như là các bài thuốc cổ cũng đã đưa ra những cái phương pháp điều trị. Thế tuy nhiên là hiện nay thì với cái xu hướng nghiên cứu mới thì chúng tôi cũng thấy là có một số những cái dược liệu nó có tác dụng thực sự trên trong cái quá trình mà sử dụng trên lâm sàng, mà các thầy thuốc y học cổ truyền hay dùng để khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong phòng khám cũng như trong bệnh viện. Đó là dây thìa canh. Dây thìa canh thì cũng đã có nghiên cứu và cũng đã được đưa vào tiêu chuẩn trong dược điển Việt Nam. Và cái thứ hai là cái khổ qua, tức là mướp đắng đấy ạ, thì chúng ta cũng hay dùng để cho làm thức ăn và cũng hay dùng để điều trị những cái bệnh ngoài da. Thế nhưng mà trong nhiều tài liệu và cũng như là trong cái quá trình chúng tôi làm thì cũng thấy là bên cạnh những cái tác dụng như thế thì nó cũng có tác dụng là hạ đường huyết. Cái dược liệu nữa mà rất là mới, có lẽ là ít những cái nhà lâm sàng quan tâm. Thế nhưng mà tôi thì tôi làm nhiều về nghiên cứu thì tôi cũng quan tâm, đấy là một cái dược liệu là cao bằng lăng. Thật ra thì nó là vị thuốc bằng lăng, nó có thể sử dụng là lá hoặc là vỏ cây. Nhưng mà khi mà đưa vào sản xuất thuốc thì là để dưới dạng cao bằng lăng. Và cái bằng lăng này thì cũng hiện nay cũng rất là nhiều nhà khoa học đang quan tâm nghiên cứu về cái tác dụng của nó. Đặc biệt là có cái tác dụng, người ta nghiên cứu trên thực nghiệm thì nó cũng có tác dụng là hạ đường huyết trên chuột nhắt. Và với cái kết hợp của ba cái sản phẩm, ba cái dược liệu này á, thì thực sự là trong cái quá trình mà khám và bắt mạch kê đơn cho bệnh nhân thì tôi thấy là nó cũng có tác dụng tốt, cũng hỗ trợ cho cái việc mà hạ đường huyết hoặc là phòng ngừa những cái biến chứng mà có thể xảy ra. Thì hiện nay là cái này thì có thể là ba cái dược liệu này phối hợp với nhau và kết hợp với cả một cái hoạt chất là alpha lipoic acid. Và chúng ta cũng biết được là cái alpha lipoic acid thì có lẽ là ít người biết đến, nhưng mà tôi cũng chia sẻ ở đây là cái này là một cái hoạt chất mà do cơ thể được sản sinh ra và cái nó có tính oxy hóa mạnh. Và một mặt nữa là cái hoạt chất này nó cũng có mặt ở trong các thực phẩm, ví dụ như là những cái loại thịt đỏ như là thịt bò hoặc phủ tạng động vật, hoặc là trong các loại rau xanh như là bông cải xanh hoặc là rau bina hoặc là đậu Hà Lan. Thế nhưng mà tuy nhiên là trong cái quá trình ăn uống thì nhiều khi chúng ta cũng không thể bổ sung đầy đủ được những cái thực phẩm như tôi vừa kể. Và cái hoạt chất này là hiện nay là trong dược phẩm người ta có thể dùng để phối hợp hoặc là để điều trị, hỗ trợ cho cái tiểu đường và những cái phòng ngừa những cái biến chứng. Vì cái hoạt chất này là cái hoạt chất mà nó dễ tan trong chất béo và dễ tan trong nước, cho nên là nó có thể thẩm thấu qua các tế bào của cơ thể và từ đó là sẽ hấp thu được cái glucosa trong máu. Về cái bản chất của nó thì qua các nghiên cứu thì thấy là nó cũng có tác dụng là hạ glucosa máu và hạ cholesterol. Hiện nay thì cái này thì thật sự ra là các nước châu Âu ấy thì cũng đã dùng làm thuốc để điều trị tiểu đường cũng như là một số những cái biến chứng của tiểu đường. Thế thì đấy là cái mà kết hợp giữa cái hoạt chất alpha lipoic acid cùng với cả các thảo dược như tôi vừa kể trên để tạo ra một cái viên mà dưới dạng là dễ sử dụng cho người bệnh. Xin cảm ơn những thông tin hết sức chi tiết từ Phó Giáo sư. Và tôi có một câu hỏi muốn dành cho đại diện nhãn hàng. Điều gì ở sản phẩm làm cho ông cảm thấy tự tin và tự hào nhất để có thể cạnh tranh với những sản phẩm khác trên thị trường? Dạ vâng,
và tôi rất tự tin về dòng sản phẩm Diabet. Thứ nhất, sản phẩm có chất lượng tốt. Tốt ở đây là rõ nguồn gốc xuất xứ. Thứ hai là sản phẩm được sản xuất từ công trình nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Trần Thị Hồng Phương. Đó là một người có nhiều năm trong kinh nghiệm và có rất là nhiều cái kết quả tích cực dành cho khách hàng. Thứ ba là điều chế ở dạng viên sủi giúp hòa tan nhanh trong nước các dược chất, giúp thẩm thấu nhanh và ngấm vào máu một cách nhanh chóng, có hiệu quả cao hơn cho người sử dụng. Thứ tư, việc sản xuất Diabet được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, theo tiêu chuẩn GIP và được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam với hệ thống máy móc và trang thiết bị hiện đại. Tôi tin chắc rằng Diabet sẽ khẳng định được vị trí của mình trong lòng của khách hàng và cũng như là chất lượng trên toàn thế giới. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Và tôi thấy rằng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải thì đã ngồi lắng nghe và rất là tâm đắc với những nội dung chia sẻ. Vậy thì xin mời ông có thể chia sẻ một vài cảm nhận về sản phẩm này ạ. Thực ra thì mình phải khẳng định với nhau, trong cái thời đại nền kinh tế thị trường bùng nổ thì có rất nhiều loại sản phẩm để mà điều trị hỗ trợ cái bệnh tiểu đường. Thế nhưng mà tôi cũng đã dùng thuốc Tây, rồi cũng đã dùng một số cái thứ thuốc khác. Nhưng mà đến khi được bạn bè giới thiệu thì tôi thấy cái viên sủi Diabet này dùng nó khắc phục được những cái hệ lụy, cái phản ứng phụ, một số cái kèm những cái bệnh lý phụ ở những cái thuốc Tây. Ví dụ như là sử dụng tiểu đường thuốc Tây thì nó gây ra tóc nó bị giòn, nó bị gãy. Hai nữa là nó bị một cái là nó vẫn gây ra cảm giác con người ta bị khát nước. Đấy, nó mệt mỏi, thậm chí chẳng muốn làm gì. Thế nhưng sử dụng sản phẩm này thì thứ nhất là tôi tìm hiểu thì được biết là được điều chế từ những cái thảo dược thiên nhiên rất quý hiếm. Và thực ra mà nói thì cái đấy nó đảm bảo cho một ta, tức là mình là dân châu Á, dân nhiệt đới, cho nên sử dụng những cái cây nhiệt đới mà điều chế thuốc này là an toàn và lành tính. Và nó khắc phục được những cái sản phẩm phụ. Và có nhiều khi cảm thấy cung cấp cho một nguồn năng lượng làm việc, nó cảm giác như là không bị vướng cái bệnh gì, nó không bị cái hệ lụy, bị một cái tâm lý là cái bệnh tiểu đường nó giằng xé, nó chi phối điều tiết cái lượng công việc của mình. Cho nên tôi sử dụng sản phẩm này tôi rất hài lòng. Và tôi hy vọng là những người mà bị bệnh tiểu đường như tôi chẳng hạn thì cũng nên sử dụng cái này, đảm bảo an toàn nhất và đảm bảo lại cho duy trì được chất lượng cuộc sống là điều quan trọng nhất. Và biết là các bạn hãng viên sủi Diabet này là điều chế theo một cái công nghệ rất là hiện đại GMP với một cái điều kiện kiểm định cực kỳ chặt chẽ theo tiêu chuẩn của các nước mà đã đi qua những năm tháng phát triển. Chắc chắn là y học thế giới đi trước chúng ta rất nhiều và người ta đã công nhận, thì điều đó chứng tỏ là đã có một cái vị trí nhất định trong cái lành y học. Và cuối cùng thì chúc cây viên sủi chúng ta sẽ vươn xa, vươn cao, vươn mãi, tạo sự thành công trong cuộc sống của từng thực thể, từng công dân toàn cầu. Chúc thành công, chúc sức khỏe các bạn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải. Vừa rồi thì tôi cũng có để ý rằng là có những cái câu chuyện ngoài lề, như là nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng có nói rằng là đặc biệt là trong giới văn nghệ sĩ, khi mà cái tần suất làm việc, môi trường nó cũng ảnh hưởng rất nhiều, và cũng có rất nhiều những nghệ sĩ mắc tiểu đường, và thực sự là để có thể tìm kiếm được một sản phẩm phù hợp thì rất là khó khăn. Và cũng xin được chia vui với nghệ sĩ Nguyễn Hải khi mà chúng ta đã tìm được một sản phẩm phù hợp. Và nhân đây thì cũng muốn hỏi luôn phó giáo sư tiến sĩ thêm một câu nữa, rằng là nếu như mà bây giờ chúng ta đã tìm được sản phẩm phù hợp rồi, nhưng vẫn cần phải lưu ý thêm những thói quen sinh hoạt nào, hay là những lưu ý gì để có thể ngăn chặn với những người mà đã tìm được sản phẩm rồi, thì chúng ta có thêm những phương pháp nào để hỗ trợ? Còn với những người mà chưa mắc bệnh thì chúng ta có những cái phương pháp nào để ngăn ngừa? Có lẽ là tôi cũng xin chia sẻ thêm một số cái ý kiến của bạn MC đã hỏi. Thật ra thì khi mà đã có những cái sản phẩm này rồi thì chúng tôi cũng muốn nhắc lại với các bạn một lần nữa là cái bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính, và người đã bị mắc thì suốt đời phụ thuộc vào phải dùng thuốc. Chứ chúng ta không thể nào mà dùng thuốc xong rồi chúng ta ngày hôm nay uống, ngày mai bỏ. Cái này là cái mà rất nhiều người nhắc phải. Rất là nhiều người là đã
nhiều khi mà do cái công việc bận rộn cũng là quên cái uống thuốc, cũng là một cái mà rất là nguy hại. Một cái vấn đề nữa là người bệnh thì nên kiểm soát đường huyết thường xuyên. Và khi mà đã bị tiểu đường thì gần như là cái cholesterol trong máu cũng cao, cho nên là cũng phải kiểm soát cả cái cholesterol. Và bên cạnh đấy người bệnh cũng phải thường xuyên là có những cái mà đến gặp bác sĩ điều trị để có những cái tư vấn và có những cái phương hướng điều trị tiếp theo. Thế thì cái sản phẩm này thì nó chỉ có tác dụng là hỗ trợ để điều trị đường huyết, cũng như là anh Hải cũng vừa chia sẻ là dùng nó sẽ dễ chịu hơn, đúng không ạ? Nếu mà cảm giác trong quá trình chúng ta dùng cái thuốc Tây y chúng ta vẫn cảm thấy là nhiều khi vẫn khát nước, hoặc là nó còn lâu ngày dần dùng thuốc Tây y nó vẫn có thể là đường huyết nó cũng chỉ khống chế kiểm soát ở một giai đoạn nào đấy thôi, vì sau thì do cái tế bào tuyến tụy lâu ngày nó cứ tiết ra cái insulin nó cũng bị suy đi, và chúng ta sẽ có thêm những cái mà bác sĩ sẽ phải điều chỉnh trong cái quá trình mà theo dõi điều trị cho người bệnh. Thế thì bên cạnh cái việc mà có những cái sản phẩm hỗ trợ từ y học cổ truyền, đặc biệt là viên sủi, thì chúng ta cũng vẫn phải có những cái mà kiểm soát về chế độ ăn. Ăn ít những cái chất béo và những cái tinh bột, và ăn tăng chất xơ. Đấy thì cái này thì cũng trên truyền thông nói rất là nhiều. Và cái nữa là chúng ta cũng phải dành ra một thời gian để luyện tập hàng ngày, để có thể là làm giảm đi những cái nguy cơ dẫn đến những cái biến chứng đáng tiếc. Và có lẽ là qua đây tôi cũng muốn chia sẻ luôn về những cái triệu chứng có lẽ là các bạn cũng quan tâm, là làm thế nào để phát hiện ra một cái người bị bệnh tiểu đường. Thế thì cái triệu chứng ở đây thì cũng rất là quan trọng, và nó cũng liên quan đến các loại tiểu đường. Ví dụ như là đối với cả tiểu đường type 1 thì cái triệu chứng nó khá điển hình, là bệnh nhân có những cái biểu hiện là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều. Đấy là bốn nhiều. Còn với triệu chứng của tiểu đường type 2 thì cái này là cái mà rất là khó phát hiện, và nhiều khi vì công việc bận rộn, bệnh nhân hoặc là cái người mà có tiền đái tháo đường ấy, người ta cũng không để ý đến, cứ thế là ăn uống rồi sinh hoạt hoặc là làm việc, nói chung là cũng không có điều độ. Và chỉ khi nào có những cái biến chứng đáng tiếc xảy ra, ví dụ như là một cái cơ hội nhiễm trùng cơ hội trong cái quá trình viêm phế quản kéo dài đi, phát hiện ra cũng thấy đường huyết cao, hoặc là trong cái việc mà tự nhiên là mắt thấy mờ đi, hoặc là những cái vết thương ngoài da nó lâu khỏi, thì lúc đấy mới bắt đầu là đi khám. Còn bình thường thì cũng chỉ có biểu hiện là thấy thèm ăn. Thì tôi cũng khuyến cáo là nếu mà với cái người, những cái người mà tiểu đường type 2 hay xảy ra trên cái người béo phì hoặc là những cái người thừa cân, nếu mà mình có dấu hiệu mà cứ thèm ăn liên tục hoặc là cảm thấy lúc nào cũng khát nước, cứ uống vào rồi lại khát, thế thì chúng ta cũng nên đến gặp bác sĩ hoặc là đi khám chuyên khoa để có thể phát hiện ra. Và một cái thông thường, một cái xét nghiệm rất thông thường để xét nghiệm ra đó là làm cái xét nghiệm đường huyết máu lúc đói hoặc là nghiệm phát đường huyết. Đấy thì khi mà làm những cái thông thường như thế này rồi thì có thể là chúng ta sẽ tự theo dõi ở nhà nếu mà phát hiện ra là tiểu đường. Và hàng tháng, hàng quý, định kỳ là chúng ta sẽ phải đi khám. Xin được cảm ơn tất cả những thông tin mà Phó Giáo sư đã mang đến. Cũng xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Đạt và của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải. Thưa quý vị, như vậy là trong thời lượng có hạn của buổi tọa đàm ngày hôm nay, thì tất cả các vị khách mời của chúng ta đã gửi đến đầy đủ những thông tin về căn bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường, cũng như về những cách để chúng ta có thể phát hiện ra các biểu hiện này, những cách để có thể điều trị và những cách để phòng ngừa cho chúng ta và người thân có thể không mắc phải căn bệnh này. Và đặc biệt hơn là những thông tin để giúp cho quý vị, nếu như mà ai đang quan tâm đến sản phẩm, hoặc là những ai mà chúng ta đang mắc bệnh tiểu đường trong khán phòng, hoặc là người thân mắc bệnh tiểu đường, thì cũng có thể tìm kiếm được một giải pháp hỗ trợ điều trị kịp thời. Và một lần nữa cũng xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời. Chúc các vị khách mời sẽ có thật nhiều sức khỏe để chúng ta có một cuộc sống chất lượng hơn. Xin cảm ơn. Hướng dẫn mua hàng từ video.
Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.